Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 13 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến về hoạt động chất vấn việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trồng thanh long ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế khá. Cần nhân rộng mô hình nuôi cá bằng cách tạo dòng chảy như sông trong ao. Huyện Phục Cừ hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cầu La Tiến. Cựu chiến binh Lương Văn Tâm, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ tạo nhiều việc làm cho lao động từ nghề mộc. Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến hoạt động chất vấn về việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành trả lời ngắn gọn, đi vào đúng trọng tâm câu hỏi. Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tập trung vào những vấn đề còn tồn tại để góp phần trong thời gian tới, việc thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả hơn. Tại hội nghị, lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành đã làm rõ nhiều nội dung trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục phiên họp chất vấn trực tuyến toàn quốc buổi chiều, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo liên quan đến các nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội phạm kinh tế, tội phạm về chức vụ, tội phạm ma túy. Công tác quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp đó, trên 30 đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời liên quan đến việc cấp biển số xe công vụ, việc chậm trễ trong việc thu hồi biển số xe cấp sai, tình hình đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, việc xử lý tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em, các quy trình điều tra đặc biệt đối với tội phạm này, các biện pháp đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, đặc biệt ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tội phạm cho vay tín dụng đen, huy động vốn kinh doanh tiền ảo đa cấp trái phép, công tác quản lý cán bộ ngành công an, việc xử lý các cán bộ công an vi phạm pháp luật, tội phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn, gian lận, sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, giải pháp để thu hồi tài sản của tội phạm tham nhũng về kinh tế, vấn đề cho người nghiện ma túy vào các cơ sở tập trung, ngăn chặn đấu tranh với tội phạm ma túy ở những khu vực trọng điểm và vì sao lại chậm thi hành một số án tử hình tội phạm ma túy. Tiếp theo, chương trình thời sự sẽ được chuyển sang phần tin kinh tế. Nhận thấy cây thanh long ruột đỏ là loại quả có giá trị kinh tế, năm 2012, bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Phú Cường, xã Nhuế Dương, huyện Khói Châu đã mạnh dạn đưa giống cây này vào trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình bà trồng 2 mẫu thanh long gồm 1.000 trụ. Bà Hằng cho biết cây thanh long là loại cây dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, chỉ cần giữ độ ẩm đều. Bón bằng phân hữu cơ thì cây sẽ phát triển tốt. Sau 8 tháng trồng là cây bắt đầu cho thu quả. Đặc biệt, nhờ chịu khó ứng dụng khoa học và công nghệ và sản xuất, vườn thanh long nhà bà năm nào cũng cho sai quả chất lượng tốt nên được nhiều khách hàng đến đặt mua. Ước tính năm nay, vườn thanh long sẽ thu 8 lứa với sản lượng 25 tấn quả. Với mức giá từ 20 đến 30.000 đồng một kg, trừ chi phí, vườn thanh long ruột đỏ của bà Hằng cho thu lãi 400 triệu đồng một năm. So với đầu năm, hiện nay giá trứng gia cầm tăng 35%, người chăn nuôi phấn khởi khi có lãi. Theo các hộ nuôi vịt, với số lượng từ 2.000 đến 5.000 con như anh Ngô Đức Thắng, huyện Kim Động, anh Nguyễn Văn Kiển, huyện Phù Cừ và một số chủ nuôi gà tại huyện Ân Thi cho biết, hiện nay việc tiêu thụ các loại trứng gia cầm rất thuận lợi. Nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ tăng khá cao trong khi nguồn cung khan hiếm. Cụ thể, giá trứng gia cầm hiện tăng khoảng từ 600 đến 800 đồng một quả so với thời điểm đầu năm. Trứng vịt loại quả to giá từ 3.200 đồng đến 3.500 đồng một quả, loại nhỏ hơn giá từ 2.500 đến 2.800 đồng một quả.
trứng gà ta từ 4.000 đến 4.500 đồng một quả. Trứng gà công nghiệp có giá từ 2.500 đến 2.700 đồng một quả. Không riêng trứng tăng giá, hiện nay con giống gia cầm các loại cũng tăng khoảng 30%. Với hiệu quả cao, từ mô hình nuôi cá sông trong ao, năm 2018, bằng nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ các hộ dân nuôi thủy sản 10 bể nuôi với trị giá 700 triệu đồng. Mô hình nuôi cá theo công nghệ sông trong ao là tạo một dòng sông trong ao tĩnh, dùng máy tạo khí hình thành dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu chuyển khắp ao. Khi nước chảy liên tục, cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng 24/24 giờ. Đây là điểm khác biệt của mô hình so với phương pháp nuôi truyền thống. Sau khi cho cá ăn, toàn bộ chất thải của cá được hút lên hố trên vườn làm phân hữu cơ cho cây trồng. Do đó, môi trường nước trong ao luôn được giữ trong sạch, cá sinh trưởng nhanh và ổn định. Vì vậy, việc quản lý thức ăn, quản lý môi trường, quản lý sức khỏe cá cũng trở nên dễ dàng hơn. Nuôi thủy sản theo công nghệ này cho hiệu quả năng suất cao hơn 3 lần so với cách nuôi cá truyền thống. Sau thu hoạch cá, cho phép thả con giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao. Để mô hình đạt hiệu quả cao, các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình ở một số nơi. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình thiết kế, cải tạo ao, xây bể nuôi cũng như lắp đặt trang thiết bị, Chi cục Thủy sản tỉnh đều cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các hộ dân nhằm đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Được biết, cùng với hỗ trợ 10 bể nuôi của tỉnh, các hộ đã xây dựng thêm 7 bể nuôi từ nguồn vốn của gia đình. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ nông dân 100 bể nuôi cá sông trong ao nước tĩnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến nay xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng cầu La Tiến. Dự án có tổng chiều dài 7,8 km, trong đó cầu La Tiến dài hơn 1 km, đường dẫn phía Thái Bình dài 5,6 km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 1,2 km. Xã Nguyên Hòa có 51 hộ dân được nhận tiền bồi thường theo dự án. Trong đó, 48 hộ có đất được giao theo nghị quyết 03, 3 hộ có tài sản trên đất. Đến nay, xã Nguyên Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ. Để làm được điều này, chính quyền xã đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động để người dân hiểu được chủ trương lớn của tỉnh. Đây là dự án có nghĩa quan trọng không chỉ cho giao thông đi lại giữa hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, giúp thay đổi cuộc sống của người dân. Do không được sửa chữa, nâng cấp nên một số tuyến đường trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tuyến đường chính vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa thì lầy lội, nước đọng tạo thành thùng phũng. Ngoài ra còn có tuyến đường liên xã Bảo Khê và Trung Nghĩa, đoạn đường 61 qua địa bàn thôn Đoàn Thượng hiện cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không được nâng cấp, sửa chữa, ảnh hưởng đến đi lại sinh hoạt của nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Để nhân dân yên tâm khi đi qua các tuyến đường trên, thành phố Hưng Yên và xã Bảo Khê cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Lương Văn Tâm ở thôn An Trạch, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển nghề mộc mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều cựu chiến binh ở địa phương. Năm 1977, khi mới 18 tuổi, ông Tâm đã hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Đến năm 1981, ông trở về địa phương tập trung phát triển kinh tế. Thời gian đầu, ông theo học nghề mộc tại xã, vừa học vừa làm những sản phẩm đồ gỗ nhỏ lẻ. Năm 1986, ông mở xưởng mộc riêng. Đã hơn 30 năm trôi qua, nhờ vào nghị lực cùng sự cần cù chịu khó của mình, đến nay xưởng mộc của gia đình ông đã phát triển bền vững với thu nhập khá, mỗi năm lãi trên 300 triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu là đồ gia dụng như bàn ghế, tủ kệ. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, ông Tâm không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các khóa học về vi tính công nghệ cao để áp dụng vào công việc của mình. Đáng chú ý là công nhân ở xưởng mộc của ông đều là những người cựu chiến binh, những anh em bộ đội năm xưa. Ông luôn tâm niệm rằng xưởng mộc không chỉ để phát triển kinh tế gia đình mà còn là nơi để giúp đỡ các hội viên khó khăn có việc làm ổn định. Hiện nay, gia đình ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, đều là các cựu chiến binh ở địa phương. Người ít cũng đã gắn bó với xưởng mộc của ông Tâm được 10 năm, người nhiều cũng trên 20 năm.
Tôi làm việc ở đây được khoảng 10 năm. Anh Tâm đã giúp cho tôi là những người cựu chiến binh trở về địa phương làm việc. Anh Tâm rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người công an việc làm ổn định. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Lương Văn Tâm còn là một hội viên gương mẫu nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, tích cực giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi, cho vay vốn sản xuất không lấy lãi. Từ năm 2013 đến nay, mỗi dịp Tết, ông đều ủng hộ từ 10 đến 20 suất quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Lương Văn Tâm là một hội viên hội chiến binh. Trong những cái năm tháng mà đồng chí là phát triển về nghề mộc ấy, thì đồng chí đã rất quan tâm, lưu ý đến các hội viên đã từng tham gia trong các cuộc kháng chiến khi trở về thường, và tạo cho đồng chí đó có công ăn việc làm. Ngoài cái việc đồng chí tham gia phát triển kinh tế thì đồng chí cũng thực hiện rất tốt về công tác tình nghĩa. Bằng những việc làm thiết thực, cựu chiến binh Lương Văn Tâm đã nhiều lần được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Năm 2018, tỷ lệ chênh lệch giới tính ở huyện Văn Giang vẫn ở mức cao. Theo thống kê, tỷ lệ mất cân bằng giới tính của huyện Văn Giang vẫn ở mức 132 bé trai trên 100 bé gái, tăng 3% so với năm 2017. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ chênh lệch giới tính cao vẫn là do tư tưởng trọng nam hơn, muốn có con trai để nối dõi tông đường, dẫn đến tình trạng lựa chọn giới tính trước khi sinh. Hơn nữa, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 21% cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ chênh lệch giới tính. Để hạn chế tình trạng trên, huyện Văn Giang cần tăng cường công tác tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến mọi người dân, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và những cặp sinh con một bề là gái. Mặt khác, cần quản lý chặt chẽ hơn việc siêu âm chẩn đoán giới tính sàng lọc trước sinh. Hiện nay trên một số tuyến kênh mương dẫn nước phục vụ cho sản xuất ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải sinh hoạt. Ô nhiễm nhất là trên tuyến kênh chính chảy qua địa bàn thôn Khách. Tại đây rác thải sinh hoạt đủ các loại được đổ ra gây ách tắc và ô nhiễm trầm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân địa phương đổ rác ra kênh. Điều đáng nói, cách đây không xa đã có bãi rác được xây dựng nhiều năm nay, nhưng người dân vẫn không chấp hành đổ rác đúng nơi quy định mà tiện đâu vứt đấy. Việc xả rác bừa bãi ra kênh mương không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ô nhiễm nguồn nước sản xuất cho cả cánh đồng thuộc địa bàn thôn Khách và thôn Ao. Trước tình trạng trên, đề nghị người dân hãy chấp hành đổ rác đúng quy định, không đổ rác bừa bãi. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm để bảo vệ môi trường. Chiều ngày 12 tháng 8, tại xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình khách hàng là bà Phạm Thị Xuân, có hộ khẩu thường trú tại thôn Thục Cầu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm. AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 360.000 trường hợp khách hàng gặp rủi ro và hoàn thành các khoản tiền tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, tại Hưng Yên, AIA Việt Nam đã chi trả hàng ngàn trường hợp với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. AIA Việt Nam đã 9 lần vinh dự được nhận giải thưởng Rồng Vàng và liên tục được người tiêu dùng trên cả nước bình chọn là thương hiệu bảo hiểm nổi tiếng tại Việt Nam. Đặc biệt, AIA Việt Nam được công bố là một trong 20 sản phẩm tin cậy do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. AIA Việt Nam đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. AIA là nhà tài trợ thường xuyên của các chương trình từ thiện và phát triển cộng đồng. Ngày 15 tháng 7 năm 2018, tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên phát động chương trình Hành trình cuộc sống, trao tặng 36 chiếc xe đạp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên. Được phát động từ năm 2014, trong 5 năm vừa qua, chương trình Hành trình cuộc sống đã trao tặng hơn 5.000 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với sứ mệnh cao cả của mình, chúng tôi sẽ nguyện vượt qua trời nắng, vượt qua trời mưa, vượt qua tất cả những khó khăn để giúp người dân hiểu được giá trị của bảo hiểm nhân thọ.
với mong muốn mỗi người dân Văn Lâm, mỗi người dân Hưng Yên có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình để mang lại cho khách hàng một cuộc sống thực sự bình an và hạnh phúc. Cũng như bao nhiêu khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ AIA trên mọi miền đất nước, cách đây gần một năm sau khi tìm hiểu cụ thể và được tư vấn viên của công ty AIA Việt Nam tư vấn cho gia đình về các lợi ích của bảo hiểm nhân thọ. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Văn Âu, sinh năm 1975, tại thôn Thục Cầu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, đã quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm cho bản thân với mệnh giá bảo hiểm là 400 triệu đồng. Sản phẩm có tên An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, quyền lợi cơ bản, số phí tiết kiệm là 15 triệu đồng một năm. Với mục tiêu vừa tiết kiệm cho mình và vừa bảo vệ tài chính cho gia đình, để có tiền lo cho các con ăn học thành tài, đồng thời cũng là khoản tiền tiết kiệm khi về già, có cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra với ông Nguyễn Văn Âu và gia đình. Trong quá trình làm việc đã xảy ra tai nạn, vết thương quá nặng, ông Âu đã qua đời vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Sau khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, căn cứ vào những điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng, công ty AIA đã nhanh chóng thẩm định và chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình là bà Phạm Thị Xuân. Nhà tôi tham gia cái bảo hiểm nhân thọ trị giá cái hợp đồng là 15 triệu một năm. Thì nhà tôi đóng được 6 tháng thì không may nhà tôi tai nạn đã qua đời và đến hôm nay là chúng tôi đã nhận đầy đủ quyền lợi của công ty đã chi trả chồng tôi là số tiền là 921 triệu 390 nghìn đồng. Sau gần 20 năm hoạt động hiệu quả, Tổ Y tế Thiện Nguyện thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã và đang góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng. Được thành lập từ năm 2000, đến nay Tổ Y tế Thiện Nguyện đã trở thành mái nhà chung của những người yêu thích công việc thiện nguyện. Gần 20 hội viên trong tổ đều là những y bác sĩ, có người vẫn đang làm việc, có người đã nghỉ hưu từ lâu, song vẫn luôn tận tâm với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Đều đặn vào những ngày cuối tháng, kỷ niệm ngày lễ lớn, các hội viên lại tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn về cách phòng và tránh các bệnh mà người cao tuổi thường gặp cho nhiều đối tượng chính sách, người cao tuổi tại địa phương. Việc thành lập và duy trì Tổ Y tế Thiện Nguyện này đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho người cao tuổi tại cộng đồng, từng bước giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2018, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Hào đã trao 172 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Chia sẻ với những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà các nạn nhân da cam đang phải gánh chịu, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Hào đã ân cần động viên thăm hỏi và hy vọng các nạn nhân da cam cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, huyện hội trao tặng 172 suất quà, trị giá mỗi suất quà 300.000 đồng. Tổng số tiền là gần 52 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Mỹ Hào. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Khoái Châu tổ chức hội trại hè thiếu nhi năm 2018 với chủ đề Ngàn việc tốt dâng Đảng quang vinh. Tham gia hội trại có gần 1.000 em thiếu nhi đến từ 25 xã thị trấn và một khối cơ quan trên địa bàn huyện. Các đội thi thi cắm trại đẹp, thi nghi thức đội, thi bơi, kéo co, đi xe đạp chậm. Kết thúc hội trại, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho đội xã Dạ Trạch và trao 13 giải A, 12 giải B cho các đơn vị tham gia hội trại. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ ba, ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Ân Thi, chủ vườn trồng nhãn chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhãn. Thành phố Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lắp đặt cống thu gom nước thải. Thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào xây mới nhiều công trình văn hóa từ nguồn xã hội hóa. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.